Chào các bạn, trên tay mình hiện tại chính là chiếc tai nghe True Wireless của nhà Beosus và nó có tên là Bowie M2S. Và cái điều đặc biệt ở trong chiếc tai nghe này đó chính là nó sẽ sở hữu được cái công nghệ chống ồn chủ động ANC luôn, với cái mức giá nó rất là phải chăng và hiện tại đang có chương trình khuyến mại tại Thế Giới Di Động. Và ngoài ra thì chiếc tai nghe này vẫn sẽ sở hữu cho các bạn những cái thao tác tùy chỉnh thông minh, cũng như các bạn có thể tùy chỉnh được thủ công tất cả những cái tính năng cũng như là công nghệ thông qua app. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video hôm nay để xem rằng là chiếc tai nghe này có đáng để chúng ta sở hữu không nhé. Ok, và đây chính là chiếc tai nghe nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Mình sẽ đánh giá cái vẻ bề ngoài của em tai nghe này ha. Nó sẽ được thiết kế một cách bao công như thế này, bao gồm là phần nắp sẽ được làm bằng phần nhựa bóng và cái phần thân của chúng ta sẽ được làm bằng nhựa nhám. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cái cổng Type-C để sạc, kế bên là một cái nút reset cũng như là nút nguồn của sản phẩm, và đối diện chúng ta sẽ có một cái đèn để thông báo như thế này ha. Và cái thiết kế này mình cảm thấy nhìn vào nó rất là năng động, hiện đại và trẻ trung luôn. Ngoài ra thì khi mà mình mở cái sản phẩm này ra, cái phần bản lề được hoàn thiện rất là chắc chắn, cho nên là khi mà mình có tác động mạnh như thế này thì cái bản lề nó vẫn không có gặp lại. Đây là một cái điểm cộng về chất lượng hoàn thiện cho sản phẩm lần này của nhà Beosus. Và đập vào mắt của mình khi mà mở hộp sản phẩm này ra, bạn sẽ thấy được rằng là ở bên trong của phần thân của tai nghe luôn ha, thì cách thiết kế này mình cảm thấy nó rất là độc đáo và rất là đẹp nữa. Và cái cảm giác khi mà mình lấy tai nghe này ra rất là chắc chắn. Các bạn nhìn như vậy các bạn cảm thấy nó khá là có vẻ gì đó nó hơi lỏng lẻo đúng không? Tuy nhiên thì nó được hít một cách rất là chắn như thế này, cho nên là khi mà mình lấy ra cũng như là mình bỏ vào thì bạn không có sợ rằng là cái tai nghe nó sẽ rớt ra ngoài vỏ hộp. Và chiếc tai nghe của chúng ta sẽ được thiết kế theo cái dạng là tai nghe in-ear như thế này đây, và nó sẽ có một cái thân thon dài xuống như thế này. Khi mà đeo lên tai thì nếu như những bạn nào mà có cái khuôn mặt to thì chúng ta đeo nó sẽ hợp hơn ha, nó sẽ nhìn nó cân đối hơn rất là nhiều. Và cái cảm giác đeo của cái tai nghe này mình cảm thấy rất là thoải mái trên tai luôn, sau một cái khoảng thời gian dài sử dụng nó không gây đau tai. Và nếu như bạn nào có những cái hốc tai có cái thước nhỏ hơn thì bạn vẫn có yên tâm nha, bởi vì trong hộp nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp cho bạn thêm hai cặp earpiece nữa, thì tùy vào kích thước hốc tai của bạn mà bạn có thể thay thế sao cho phù hợp và thuận tiện với quá trình mình sử dụng nhất. Đầu tiên, mỗi bên tai nghe chúng ta sẽ được trang bị hai cái micro phía dưới và bên hông tai như thế này, và bốn cái micro này đều sẽ được hỗ trợ cái công nghệ là giúp khuếch đại giọng nói của bạn và giảm tiếng ồn xung quanh. Khi đó thì chất lượng thu âm cho việc đàm thoại sẽ trở nên được rõ hơn và hạn chế được tạp âm rất là nhiều. Ngoài ra thì nhờ thuật toán AI được tích hợp trên sản phẩm cùng với âm thanh kép với độ trễ cực thấp là 0.06 giây, cho nên là tai nghe sẽ cho ra một cái độ trễ và phản hồi nó nhanh hơn rất là nhiều, giúp cái trải nghiệm về âm thanh khi mà bạn chơi game hay là xem video thì nó sẽ mượt mà hơn. Và mình có thử sử dụng để chơi các cái tựa game có nhịp độ nhanh như là PUBG hay CSGO thì chất lượng âm thanh mình thấy rất là tốt, ổn định, một điểm cộng cho sản phẩm lần này. Và chiếc tai nghe của chúng ta sẽ được trang bị kết nối Bluetooth 5.3 mới nhất luôn, cho nên là nó sẽ tăng cái sự ổn định nè, tăng cái khoảng cách kết nối cũng như là tăng cái thời lượng sử dụng của các bạn luôn. Và chiếc tai nghe Bowie M2S lần này của nhà Beosus vẫn sẽ được trang bị những thao tác cảm ứng chạm thông minh, giống như là khi mà các bạn nhấn đứt tai nghe bên trái hoặc là bên phải thì các bạn sẽ tạm dừng phát nhạc, hoặc là các bạn nhấn giữ tai bên trái hoặc là bên phải các bạn sẽ next được cái bài hát, hoặc là các bạn có thể phát lại bài hát trước đó. Và ở phía bên đây chính là chúng ta sẽ có hai cái phần như thế này để phát hiện được cái chuyển động khi mà các bạn lấy tai nghe ra, thì mà nó sẽ phát hiện được rằng là khi mà các bạn lấy cái tai nghe của mình ra thì nhạc nó sẽ tự động dừng lại, cũng như là khi mà đeo vào thì nhạc sẽ tự động phát tiếp tục, rất là thuận tiện cũng như là thông minh luôn. Ok, và bây giờ thì mình cũng sẽ nói tiếp cho các bạn những cái công nghệ đặc biệt mà mình cảm thấy nó rất là đáng tiền ở trên con tai nghe lần này mà các bạn nên sở hữu ha. Tai nghe sẽ được trang bị cái chuẩn âm thanh là Hi-Fi audio, cho nên là khi bạn nghe nhạc nó sẽ có một cái độ chi tiết rất là tốt. Mình có thử sử dụng tai nghe để nghe các bài nhạc như là pop, ballad nhẹ nhàng thì âm thanh cho ra mình cảm thấy rất là hài lòng luôn. Đặc biệt là những cái nhạc thiên hướng vocal thì giọng ca sĩ được đẩy lên rất là chi tiết nè, không có bị quá chìm so với nền nhạc và nghe cực kỳ cảm xúc luôn. Còn mà khi mình nghe những cái tựa nhạc sôi động giống như là EDM mình cảm thấy âm bass cho ra rất là tốt, thiên hướng âm trầm nhiều thì mình cảm thấy trên tai nghe này nó sẽ cho ra nhiều hơn, và âm kép thì không quá nông nên khi nghe thì sẽ có một cái chiều sâu nhất định. Và nhắc đến chất lượng âm thanh thì chúng ta có thể để ý thấy được rằng là ở đằng sau cái vỏ hộp nhà sản xuất có in một cái dòng chữ đó là BISA như thế này. Thì theo mình tìm hiểu thì đây chính là một cái thuật toán nghe nhạc 3D tiên tiến mà Beosus họ đã tích hợp vào trong cái sản phẩm lần này. Thì khi mà với cái công nghệ đó được tích hợp thì nó sẽ cho ra một cái âm thanh tái tạo nó chân thực hơn, nó tốt hơn và mang đến cho bạn một cái trải nghiệm âm thanh hay gọi là xuất sắc nhất ở trong tầm giá luôn. Ok, và ngay bây giờ thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái app Beosus để chúng ta có thể tùy chỉnh được những cái chức năng ở trong
tai nghe ha. Thì đầu tiên app này cũng sẽ có mặt trên cả iOS lẫn Android luôn, các bạn chỉ cần lên và tải về thôi. Mình tải về rồi, bây giờ mình mở luôn nha. Thì đây chính là giao diện của app, bạn sẽ thấy được rằng là nó sẽ hiện là cái phần trăm pin của tai nghe chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái mục là Special Acoustic. Thì ở trong đây chúng ta sẽ có rất nhiều chế độ khác nhau, chế độ bình thường, ở chế độ nghe nhạc hay là chế độ Cinema Mode. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái phần là Ambient Sound. Thì ở trong đây bạn sẽ có được thứ nhất đó chính là chế độ môi trường nè, đi ra ngoài thì bạn có vẫn nghe được âm thanh. Thứ hai đó chính là chế độ chống ồn chủ động ANC đây. Thì ở trong cái mục này bạn sẽ vẫn có thể điều chỉnh được cái độ chống ồn như thế này đó, rất là thuận tiện, một cái điểm đáng ăn tiền ở trên sản phẩm lần này ha. Theo như mình thấy là ở trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm thì nó chỉ mặc định cho nhà sản xuất thôi, thì tuy nhiên bạn vẫn có thể tùy chỉnh tùy theo cái nhu cầu nghe nhạc của mình cũng như là sở thích của mình ha. Ở trong cái phần này rất là thuận tiện luôn. Và tiếp đến sẽ là cái mục EQ Mode. Thì đây là cái phần chỉnh cái âm thanh cái chất lượng hi-fi. Thì ở trong đây có rất là nhiều mục để cho bạn lựa chọn ha, giống như là tùy chọn về âm thanh hi-fi nè, tùy chọn về Megabass, Classic, Jazz, vân vân, rất là nhiều ở đây. Và ngoài ra thì app cũng sẽ cho phép bạn định vị được cái tai nghe như thế này luôn, rất là thuận tiện cho chúng ta. Và với nhiều công nghệ như thế được tích hợp ở trên chiếc tai nghe lần này thì thời lượng sử dụng nó sẽ là bao lâu? Thì theo như mình trải nghiệm sản phẩm lần này của nhà Beosus thì mình cảm thấy khi mà mình nghe âm nhạc ở những cái ngưỡng âm lượng từ 50 cho đến 80% thì nó sẽ ngót nghét được tới 6 tiếng, thậm chí là 7 tiếng luôn, tùy theo cái mức âm lượng mà bạn sử dụng. Ngoài ra thì nếu như mà bạn kết hợp với hộp sạc thì nó có thể lên đến khoảng là 30 tiếng sử dụng, và nó cũng hỗ trợ sạc nhanh luôn, chỉ cần khoảng là 10 phút sạc thôi thì bạn cũng đã có thêm khoảng là gần 2 tiếng để có thể sử dụng sản phẩm lần này rồi. Và sau cái quá trình mà mình sử dụng tai nghe lần này của nhà Beosus Bowie MS thì mình cảm thấy được rằng là chất lượng của em nó cho ra rất xứng đáng với giá tiền luôn. Nó sở hữu được công nghệ chống ồn chủ động ANC nè. Ngoài ra thì có app để chúng ta có thể thao tác cũng như là tùy chỉnh thủ công cái công nghệ đó luôn, cũng như là rất nhiều những cái tính năng khác. Ngoài ra thì tai nghe vẫn sẽ được hỗ trợ cho chúng ta những cái tùy chỉnh về cái thao tác cảm ứng chạm nè, và rất là nhiều những cái tính năng khác mà mình nghĩ rằng là khi mà bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe thì đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn không nên bỏ qua. Còn bạn nghĩ gì về sản phẩm lần này thì hãy nhớ comment phía dưới cho mình biết nha. Tạm biệt.